Kính chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm món xe kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Thì hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống siêu ông Sài Gòn và cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Mức giá chỉ từ 550.000 một cây đến 650.000 một cây bao phí vận chuyển toàn quốc ha cô chú anh chị. Một cây chẳng bao ship luôn nha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chủ của chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai siêu bông Sài Gòn và cúc hoa hồng cho cô chú anh chị mình nha. Cái dạ. Thì em đã xử lý nụ lên nút nụ hết cả nhà cô chú anh chị. Dạ. Bây giờ một cái clip tầm mã số 11N là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Dạ. Rồi bình thân là được 12 11N. 11N. 69. Cây 69 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 69 luôn. Dạ. Rồi cây mã số 11N em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 650 thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12N cũng là một cây cúc hoa hồng luôn. Cây có củ đế nè cô chú anh chị, toàn do luôn. Nguyên củ nở bàn ôm luôn cô chú anh chị ha. Cái tàn cực kỳ bự luôn cô chú anh chị ha. Rồi siêu đẹp luôn á. Hoành thân là được 14. Rồi. Cái cục củ đế tròn là được 20. Chiều cao là 66. Tán ngang là được 74. Rồi. Rồi cái cúc hoa hồng mã số 12 nè, em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 650 thôi. Rồi, đợi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 13N cũng là một cây cúc siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dẫu siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Bông rất là to luôn cô chú anh chị. Quỳnh Hân là được 14, củ được 22. Chiều cao 68, tán ngang 79. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn là giao lưu biết của chú anh chị mình giá cũng chỉ là 550 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 14N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh Thân là được 21. Chiều cao 65. Tán ngang được 70. Rồi cái siêu bông Sài Gòn là giao lưu biết của chú anh chị mình giá là 650 thôi. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 16N. 15N. 15N. Cũng là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Cây này quá chừng cái tàn lớn luôn nè cô chú anh chị. Cây cũ nằm đó, củ ghế luôn nha anh chị ha. Củ nhân thú nằm. Hoành thân là được 13. Rồi. Củ đế là được 34, củ rất đẹp luôn. Chiều cao được 62, tán ngang 72. Rồi, cái cúc hoa hồng giao lưu của chú anh chị mình giá 700 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, mã số 15N. Rồi, tiếp theo mã số 16N. 16N là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Cây này thân lắc hơi eo eo dễ thương ha. Rồi, thông số củ trần do chỗ này luôn, cô chú anh chị. Quỳnh Hân là được 13. Củ đế là 19. Rồi. Chiều cao 66, tán ngang 68. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 650 thôi. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 17N. 17N cũng là một cây cúc hoa hồng luôn. Rồi. Hoành thân là được 15. Rồi. Chiều cao 64, tán ngang 79. Rồi cây cúc hoa hồng giao lưu của chú anh chị mình giá 650 thôi. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18N. 18N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Quỳnh Thân là được 13, chiều cao 62, tán ngang 62. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn giao lưu của chú anh chị mình giá là 650 luôn nha. Rồi, mình đợi cây luôn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 19N. 19N cũng là một cây dảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi, cây tàn khá ha. Ồ, củ đế rất đẹp luôn nè. Quỳnh Thân là được 17, củ đế đặt là được 29. Chiều cao là được 79, tán ngang 82. Cây này ghép được 5 bo hả cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu của chú anh chị giá là 690.000. Rồi, đã cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 20N. 20N là một cây cúc hoa hồng đó cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh Thân là 15. Có cũ luôn ha. Chiều cao 60. Tán ngang 74. Rồi cái cúc hoa hồng mình giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 650 thôi. Rồi. Rồi cái cúc hoa hồng này mã số 20N
cũng là một cây của clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866 59094, cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo nha.